Hello, xin kính chào quý vị. Hồng Loan xin chào tất cả mọi người thân mến. Hồi nãy cho quý vị xem qua một cái clip mà trong cái thời gian mà quá stress rồi phải exercise lên với lại ăn nhiều quá sợ mập, cái Loan nè với lại anh Hiếu với bé Gia Linh ra nhảy dậy mà nhảy gì mà cười gần chết luôn. Kêu ông này nhảy, ôi nhảy không có nổi đâu, chắc nhảy sợ tan mỡ thì sao á quý vị. Đâu có rảnh nhảy cái đó. Nhưng mà chơi cái trò đó Gia Linh khoái quá, bắt nhảy hoài. Ngày tối ngày hôm qua nhảy xong ông muốn xỉu luôn á quý vị. Ở trong trường học của Gia Linh đó quý vị là có những cái trò chơi đó, nên Gia Linh nói Gia Linh nhảy giỏi lắm mà tại vì cái dây của nhà nó không giống cái dây trong trường nên hơi chậm hơn hay là sao mình cái không biết. Dây đó chỉ là cái thun đồ chơi rồi ấy thôi chứ không có đúng là cái loại dây nhảy đó, cho nên là có một cái request là mẹ ơi phải đi mua cho con sợi dây cho đúng để nhảy. Trời ơi. Trong trường Linh thì có cái gì, cái quay vòng á, cái lắc vòng á, cái gì là chứ banh basketball để chơi mấy cái đó để cho nít nó vận động á. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ là 2 giờ trưa của ngày 17 tháng 4, ngày thứ 6, cuối tuần lại đến rồi. Ở trong nhà mà mình thấy trời ơi, cứ thời gian nó trôi qua thật là uổng phí ha, không làm được gì hết ha. Nhưng mà riêng Loan với lại Lộc thì không có uổng phí, là bởi vì mỗi ngày vẫn được lên để mà nói chuyện với tất cả quý vị. Bây giờ Hồng Loan xin update cái tình hình bệnh của nước Mỹ ngày hôm nay. Số người bệnh là 699.006 người. Số người chết là 36.849. Và số người được chữa khỏi là 59.328. Như vậy là từ qua nay thì phục hồi được hơn 2.000. Không bằng 2 ngày trước ha. 2 ngày trước mỗi ngày được 9.000 người, hơn 9.000 người. Bây giờ hôm nay thì được hơn 2.000. Nhưng mà thôi cũng hy vọng đi ha. Mình cũng cứ hy vọng đi, tại vì chúng ta mà cứ ở nhà và giữ khoảng cách và đi ra ngoài đường mà che khẩu trang như vậy đó thì chắc chắn là cái số lây lan nó sẽ giảm ít. Cái thời gian hiện giờ là do 2-3 tuần trước thôi, chứ không phải là do cái thời gian lúc này mà chúng ta ở nhà. Thì quý vị cũng biết là những người bản xứ thì lúc thời gian trước họ cũng chưa có sợ cái bệnh này lắm, nhưng mà cho đến cái thời gian sau này khoảng chừng một tuần lễ 10 ngày, khi mà Tổng thống Trump lên nói là hai cái tuần lễ đỉnh điểm, thì giống như lúc đó họ mới sực tỉnh, họ mới cảm thấy sợ thưa quý vị. Ngày hôm nay thì bên Florida đó quý vị, là họ bắt đầu họ mở cửa bãi biển cho mọi người ra ngoài hít thở không khí và tập thể thao. Cho được quyền surfing là lướt gián nè, chứ đường bơi, rồi đi bộ trên biển,
họ cho phép vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm nay tại Florida. Thì nhưng mà những người ra ngoài phải tuân thủ theo cái social distance. Có nghĩa là phải đi cách xa 6 feet. Và nhưng mà không, ở ngoài đó có bắt đeo mask không? Cứ chị không có đề cập với chuyện đó, nhưng mà họ đã mở cửa rồi đó. Họ đã mở cửa bãi biển rồi. Thì tại có lúc căng thẳng quá thì họ đóng cửa bãi biển, nhưng mà bây giờ cũng mở cho mọi người đi ra để mà xả stress, nhưng mà phải giữ khoảng cách và cũng phải rất cẩn thận ha quý vị. Quý vị ở vùng nào ở Florida đó mà có muốn đi ra biển thì cũng cố gắng hết sức cẩn thận. Một cái tin nữa là ở một khách sạn ở Las Vegas, khách sạn là Artisan, là mở cửa để cho quý vị vào để mà cách ly, tự cách ly. Tự cách ly vì bệnh hay tự cách ly với gia đình? Tự cách ly, nhiều nghĩa lắm. Nhiều người ta lên, ta comment, ta nói, à, vụ này được rồi nha. Ở nhà nhức đầu quá, nghe vợ nói nhiều quá, nhức đầu quá, thôi ra ngoài tự cách ly mình cho chắc ăn. Ok, đưa cái link này tôi lên tôi book phòng cho ra tự cách ly ha. Xa quá, Las Vegas. Đi 4-5 tiếng một hồi. Lái xe có 4 tiếng chứ nhiều. Nhiều khi mà tự cách ly vậy xong rồi còn bị stress nhiều hơn nữa. Phải không ta? Tự nhiên cái chạy tới khách sạn trong sau chừng vài tiếng đồng hồ xong, trời ơi sao mình thèm cái cảm giác mà được mà cằn nhằn của bà vợ với lại tiếng ngồi quậy của đứa con của mình quá. À, điều đặc biệt của cái khách sạn này là quý vị, nó giá rất rẻ lắm. Một ngày chỉ có từ giá từ 39 đồng thôi. Mà nó trong đó nó có đầy đủ hết. Khăn tắm, rồi hộp bể bơi, mà bơi trong nhà, trong cái hồ bơi trong toilet thôi. Nhưng mà đặc biệt là có toilet paper. Hiện tại bây giờ thì toilet paper cũng không còn khan hiếm nữa. Vừa qua thì Hồng Loan cũng có đi Costco và thấy có rất nhiều toilet paper. Hồng Loan nhào vô, Hồng Loan với Viêm chụp hình mà mấy người Mỹ họ nhìn họ cười quá trời luôn. Giống như hiện tượng lạ quý vị ha. Mình chụp hình với Viêm xong rồi nói ủa trời, từ xưa giờ chưa bao giờ có chuyện này, mà mình cũng không bao giờ mình nghĩ mà có cái chuyện mà nó quá vô lý như vậy xảy đó, ra. Hồi xưa nó mỗi lần mà đi gặp một chiếc xe nào đẹp thì đẹp, cái chạy lại đứng kế bên chụp hình, hoặc là gặp một cái áo, cái quần hay cái bóp gì đó đẹp chạy lên chụp ké. Bây giờ không có đâu, bây giờ chỉ chụp chung với toilet paper thôi. Và một cái tin mừng nữa là ở trường Đại học Oxford ở Anh á, đã bắt đầu thử nghiệm một cái vaccine mới để mà chủng ngừa cho chúng ta. Thì trước mắt là bắt đầu từ đầu tuần sau thì họ sẽ thử nghiệm trên 510 người. Và họ mong muốn rằng kết quả nó sẽ tốt và trong mùa thu này chúng ta sẽ có vaccine chủng ngừa cho cái bệnh COVID-19 thưa quý vị. Wow, đỡ quá ha. À, có một cái tin tức này nữa là của bên Nhà Trắng mới đưa ra, thì họ nói là tùy theo mỗi tiểu bang, bây giờ cứ mở cửa nhưng mà tùy theo mỗi tiểu bang, nhưng mà phải tuân thủ theo ba giai đoạn này. Cái giai đoạn thứ nhất á, là các doanh nghiệp làm việc qua các hệ thống trực tuyến và viễn thông nếu được, hạn chế đi lại không thiết yếu. Giai đoạn thứ hai á, là trường học, các cơ sở tôn giáo, quán bar, phòng tập thể dục và những nơi hội họp có thể mở cửa lại nếu tuân thủ theo quy định cách ly xã hội. Việc đi lại không thuộc loại thiết yếu có thể tiếp tục. Việc đi lại không thuộc loại thiết yếu có nghĩa là mình có thể đi lại bình thường, nhưng mà không có cần thiết phải ở mua đồ ăn hay gì hết, sẽ không bị phạt nữa. Nhưng mà phải tuân theo cái cách ly xã hội thôi. Giai đoạn thứ ba là trường học và các cơ sở tôn giáo, quán bar, phòng tập thể dục và những nơi hội họp có thể mở cửa lại với một ít quy định cách ly xã hội. Việc viếng thăm đến các nơi như viện dưỡng lão và bệnh viện có thể tiếp tục. Cái này hay nha. Có nghĩa là họ mở cửa từ từ để cho người dân có một cuộc sống bình thường trở lại. Có nghĩa là tùy theo những tiểu bang. Thì đúng vậy, trên 50 tiểu bang của nước Mỹ thì có những nơi rất là nặng nhưng cũng có những nơi rất là nhẹ. Thì tùy thống đốc mỗi tiểu bang thì biết được cái tình hình của
cái tiểu bang mình như thế nào mà quyết định thôi. Nhưng mà phải mở cửa từ từ để xem cái tình hình nó như thế nào. Chứ không phải nói mở cửa một cái là mở bung ra là mọi người muốn làm gì làm. Thì điều này cũng tốt. Thì Hồng Loan nghĩ một thời gian nữa thì khoảng chắc cũng phải cỡ một tháng nữa thì tới Cali của mình cũng sẽ bắt đầu áp dụng những cái tình hình này. Tự nhiên mình đọc tới cái chuyện mà mở cửa đó thì mình cảm thấy mình hơi vui vui được một chút. Có nghĩa là khi mà người ta đã đoán trước được con đường đi của cái bệnh này nó sẽ giảm thì người ta mới nghĩ đến cái vấn đề là sẽ mở cửa như thế nào. Thì cũng chỉ là một dự định trước thôi chứ không phải là phải làm liền ngay lúc này ha quý vị ha. Hồng Loan có nghe được một cái tin là cái vị giám mục mà ông đã tổ chức cái ngày thánh lễ ở cái nhà thờ ở Virginia vào ngày 22 tháng 3 đó, thì lúc đó là ông vẫn tổ chức thánh lễ và ông nói cho mọi người biết là ông đã mắc bệnh COVID-19. Thì ngày hôm qua ông đã qua đời, nhưng mà ông để lại cho người ta một cái sự không có đồng tình, một cái sự tức tối. Có nghĩa là người ta nghĩ là tại sao ông bệnh mà ông vẫn tập hợp mọi người lại để mà truyền giáo này nọ, thì ông lây bệnh cho bao nhiêu người. Thì hiện tại đám tang của ông cũng bị rất là nhiều người, người ta tới người ta tỏ vẻ không hài lòng, hoặc là người ta có thể là người ta nói những cái lời không có tốt. Thì ông cũng đã lây bệnh cho vợ và con của mình nữa. Điều này cũng thật là đáng buồn. Cũng có thể là trong lúc mà thời điểm đầu vậy họ cũng không nghĩ là mức độ lây nhiễm nó mức độ như vậy. Đúng vậy, cái ngày 22 tháng 3 thì ở Virginia chưa có lệnh phải đóng cửa và giữ khoảng cách. Tới ngày 23 tây á, thì họ mới có cái lệnh đó. Thì ông không phạm cái luật mà của nhà nước, nhưng mà ông vi phạm là vi phạm vì sao ông bệnh mà ông vẫn tiếp xúc với mọi người. Cái điều đó là điều đáng buồn nhất. Và một cái tin buồn cho giới showbiz của ngày hôm nay là ca sĩ Christophe. Ông là ca sĩ của những bài nhạc Pháp, như là bài Aline. Nhiều bài nhạc Pháp rất là hay mà ông đã để lại cho chúng ta. Thì ông đã qua đời vì bệnh COVID-19 khi ông hưởng được 74 tuổi, thưa quý vị. Hồi đó ở nhà mẹ Lộc hay nghe những cái bài nhạc này nên biết rành lắm. Người Việt Nam của mình rất là thích, yêu thích nhạc Pháp, cho nên ai cũng biết ông Christophe hết. Mà ông hát những cái bài hay, thật hay ha. Nhiều bài lắm. Kính thưa quý vị, Hồng Loan mới thấy được có một cái chiêu mà lừa gạt mới nữa. Ngoài những cái mà Hồng Loan đã nói với quý vị trên những cái vlog trước đó, thì hiện tại bây giờ đó là nó nhắn tin cho mình, nó ghi là đó là một cái cơ quan y tế gì đó, thì trong đó nó sẽ nói là mình đã bị COVID-19 là bởi vì mình đã đi đâu hay là mình đã tham gia vô những cái gì đó. Và trong đó nó để một cái link đó kêu mình click vô. Thì khi mình click vô thì nó cũng chỉ dạy mình, nó bắt buộc mình phải cách ly 14 ngày. Rồi nó dạy mình cách tự chữa bệnh sao sao. Lòng trong đó nó thêm những cái câu hỏi mà mình phải trả lời những cái thông tin cá nhân của mình. Đó, giống như nó dẫn dắt mình đi để mà mình tin tưởng đó là của cơ quan y tế họ gửi tới. Thì quý vị phải rất là cẩn thận khi mà có cái gì, bất kỳ cái gì mà có một cái link nhắn vô để mình click vô mà hỏi về thông tin cá nhân mình thì tuyệt đối mình đừng có trả lời nha quý vị nha. Và một cái tin nữa là bên thống đốc của tiểu bang New York á, thông báo là sẽ đóng cửa New York cho tới ngày 15 tháng 5. Và bắt buộc là phải đeo mask khi mà sử dụng những cái phương tiện công cộng. Điều đó là bắt buộc đúng rồi. Có một cái hình ảnh cũng vui vui Lộc thấy ở Việt Nam, một cái quán cà phê họ tuân thủ cái biện pháp mà cách ly social distance bằng cách là bỏ tiền vô cái này xong kéo rồng rọc đưa tiền bên kia, bên kia lấy tiền xong thối tiền bỏ lại, cái rồng rọc ngược lại trả tiền. Rồi không biết chắc là cà phê chắc là cái gì người ta cũng bỏ lên đó luôn ha. Thì thường những tiệm bán cà phê cũng có thể họ bán bánh, họ bán này bán kia bán nọ, nhưng mà họ giữ khoảng cách, có nghĩa là không có đưa trực tiếp cho nhau thì cũng hay nhưng mà nếu mà nói về độ mà xác suất thì cũng tiền á,
tay mình cầm nó cũng dễ bị lây lắm. Ừ, ở Việt Nam thì thường là sử dụng tiền nhiều ha. Thôi bây giờ mình đừng có nói chuyện buồn nữa, mình nói chuyện cho thư giãn chút xíu đi. Hôm qua Lộc mới với bộ Lộc nói chút xíu mà mọi người, cô chú anh chị, các bạn hưởng ứng nhiều quá. Lộc nói là kêu ai mà muốn Loan hát á thì nhắn vô đi, 10 cái nhắn thôi là Lộc kêu Loan hát. Ai về đâu người ta nhắn tới 20 cái lần. Chết rồi, chắc hôm nay là phải hát thiệt rồi. Hơn 20 cái luôn. Thì đừng nói vậy đó. Nhưng mà giờ sao, giờ hát gì giờ? Hát cái lương à. Hát cái lương đi, ok, hát cái lương đi. Hát câu giọng cổ cho vui vui ha. Em định hát câu gì, bài gì? Hồng Loan nghĩ là những cái vở tuồng như là Tiếng Trống Mê Linh, Bên Cầu Dạch Lụa thì mọi người cũng nghe rất nhiều rồi. Hôm nay Hồng Loan muốn gửi đến quý vị một cái câu vọng cổ trong cái vở tuồng Tiếng Hạt Trong Trăng mà của mấy ba Thanh Nga đóng với lại bác Thạch Được á. Nếu mà quý vị nào chưa nghe thì hãy mở lên để mà nghe thử nha quý vị. Rồi cái tuồng nó hay lắm. Hồng Loan chắc chỉ xin hát một câu thôi chứ không có dám hát để mà so sánh với lại má ba Thanh Nga đâu. Cái giọng má ba thì rất là hay. Hồng Loan rất là mê. Và thôi giờ hát đại một câu tặng quý vị thôi cho vui thôi nha. Tướng cướp thi đằng đó quý vị. Chắc ai người lớn, mấy người mà lớn lớn chút á mà mê thích cải lương á thì ai cũng biết cái tuần này hết. Và cái câu vọng cổ này là khi mà ông tướng cướp thi đằng, ông biết được con gái ông bị mù thì ông mới đi đến tận nơi và ông hiến cặp mắt của ông cho người con gái. Và đây là lúc mà cô con gái chỉ biết ông là một người ân nhân thôi, chứ không hề biết ông là cha của mình. Xin gửi đến quý vị một câu ha. Ok. Dạ anh phải mở. Hát like nha quý vị. Bây giờ Lộc mở cho cái nhạc để cho Loan bắt cái tông ha. Ok. Nghĩa là khi tên nó đã bước vào cuộc đời tràn ánh sáng thì ân nhân lại sống trong đêm dài vô tận. Biết lấy ai bầu bạn để quên rồi đây trong những cơn chớp bể mưa nguồn khi tắt đèn tối lửa biết lấy ai để mà san sẻ nỗi niềm hiu quạnh cô đơn. Mai kia một nọ biết ân nhân có còn sống ở Lạc Thọ Lâm hay phải về nơi xứ lạ. Biết tiếng nữ có còn gặp gỡ để tiếng bề đáp tạ ơn dày. Nói gì không? Cái này đúng ra là bác Thành Được sẽ nói gì nè. Quy hồ biết được tiểu thơ được hạnh phúc thì tôi đây cũng yên lòng sống để đợi ngài nhắm mắt. Dữ. Mà mình đâu có dám bắt chước bác Thành Được. Có người nói là yêu cầu phải cho Bỏ Lộc hát câu. Bỏ Lộc mà hát câu cải lương vô là khán giả chạy hết đó. Chạy xong rồi lấy cái gói đó, đè cái phone lại. Không dám nghe nữa quý vị. Mình hát thử câu. Thôi. Lộc chỉ hát được tân nhạc thôi. Tân nhạc thì Lộc hát được. Còn cải lương thì không bỏ tay. bỏ tay bỏ chân luôn á. Thôi một câu dùng cổ gửi tới quý vị cho vui vui thôi nha. Có giỏ rồi đừng chơi nha. Tại lâu bữa giờ cũng đâu đi hát cả 2 tháng rồi. Đâu đi hát gì đâu. Bởi vậy nhiều khi mình hát có gì sơ suất quý vị thông cảm cho. Show nhiều bể hết rồi quý vị ơi, buồn quá.
Hay không biết chừng nào mới được lên sân khấu, không biết chừng nào mới được gặp gỡ tất cả quý vị khán giả ha. Bây giờ chỉ nói chuyện nhau trên màn hình thôi à. Trời ơi. Thôi bây giờ gửi đến quý vị một cái video vui vui chút ha. Đây Rồi. nè. Nếu mà sắp tới mà phải mở cửa để mà làm việc lại thì những cái tiệm hớt tóc sẽ làm lại thì chúng ta chắc có lẽ sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh này. Cho an toàn ha, À, cách ly để cho á, an toàn nha, vẫn giữ khoảng khoảng cách cách ha. ha. Mới sấy được Hay ha, kìa. xa vậy mà cũng làm tóc cũng được, nhìn cũng được ghê Cái anh này anh cũng hay ghê chứ, vậy mà làm được. ha. Thì chắc mở cửa lại thì cũng phải cố gắng vậy thôi phải không quý vị, chứ giờ đóng cửa hoài giờ mọi người với tôi tóc tai rồi dài thòn rồi móng tay rồi ôi lông mi gì ở cái gì cũng xấu hết trơn, phải mở lại để cho mọi người làm đẹp chứ Thì bây giờ mình trở lại cái thời mà tiền sử, đâu có ai đâu tự làm ha. lo với nhau, giống như là lọc tóc dài lon hớt tóc cho lọc, Ừ. lon tóc dài có gia Linh cột tóc cho gia Linh cho mẹ. Long mới mới nhận được một người request là cắt tóc giùm, đó là Hiếu. Trời ơi, Hiếu là kỹ lắm nha, là phải là thợ cắt tóc là nổi tiếng của trung tâm tiếng Nga đó, là hớt cho Hiếu, Hiếu mới chịu đó. Nhưng mà giờ Hiếu nói chắc thôi rồi, chắc phải kêu nhờ Long hớt giùm quá. Để bữa nào mà hớt cho Hiếu sẽ quay cho quý vị coi. Và ở đây cũng là một cái clip vui vui về những cái thú nuôi thú cưng Trời ơi, thì cũng ok. đeo khẩu trang nhìn Coi rất càng là dễ dễ thương thương. hơn con chó kìa. À. Như là nó cũng lây qua thú vật á, bởi Thì vậy bị bệnh rồi đó anh, nó bắt mới đầu bệnh làm như rồi, vậy. cho nên mấy mấy cô chú chó cũng phải đeo khẩu trang. Và đây là hình ảnh rất là tiện lợi ha, đeo khẩu trang nhưng mà muốn uống nước vẫn uống được. Dặn nút. Hồng Loan nghĩ cái này chỉ là vui thôi, chứ thật sự nếu mà Hồng Loan có, Hồng Loan cũng không dám uống nữa. Đúng Tại rồi. vì mình cầm cái nước là nó có cái ống hút á, mà mình đưa vô miệng mình, biết đâu trong đó là nó bị dính con virus sao. Giống như Loan với anh Hiếu đi exercise, có hôm bữa đi buổi trưa, buổi trưa nó nóng trội đi mà nó khát nước khủng khiếp luôn, mà hai đứa không dám uống nước, không dám mua nước uống, không dám gì hết, thôi ráng chịu đựng. Mà quý vị tưởng tượng đi á, 6 cây số mà không muốn giọt nước luôn, về tới nhà muốn xỉu. Cho nên thôi mới mốt quyết định là đi buổi chiều tối thì nó đỡ hơn. Ok, một chút xíu chia sẻ với tất cả quý vị nha. Mong là tất cả chúng ta ở nhà vui vẻ ấm cúng bên gia đình trong cái cuối tuần này, và mong đợi những cái tin tốt lành từ các nhà nghiên cứu cũng như là từ news để mà chúng ta có được cơ hội để chữa trị cái bệnh này càng sớm càng tốt. Xin gửi lời cảm ơn tới Nguyễn Mai. Nguyễn Mai cũng là rất là theo dõi kênh của Lộc với Loan, cũng như là Huân Định, Huân, không biết họ Đinh hay họ Định gì đó, Đinh Định, Huân Đinh. Định Huân Đinh hay Đinh Huân Đình Huấn gì đó ha, thì có hỏi Hồng Loan là cái rượu chát nào mà Hồng Loan uống. Thì hiện bây giờ Hồng Loan thấy ở chợ Stay the Brother đó, nó sale cái rượu chát này, Hồng Loan uống thấy cũng ngon lắm nè. Nó không phải là ngon lắm, tại vì rượu chát mà ngon lắm thì phải mắc tiền lắm, nhưng mà cái này nó giá vừa túi bình tiền bình mà uống được. Bình thường thì nó là mười mấy đồng một chai, nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang sale chỉ có 8 đồng thôi, nếu mình mua 4 chai trở lên uống cũng ok. Cái chai này quý vị mà vô bar với vô mấy cái quán cà phê mấy club á, giá lên 10 lần nữa nha. Hôm bữa mình uống ở đâu như 80 đồng đó chứ. 80 đồng một chai đó. 80 đồng một chai. Và xin cảm ơn Nga Nguyễn. Nga Nguyễn cũng chia sẻ rất nhiều với lại Loan, với Lộc, và Violet Nguyễn nữa. Violet Nguyễn có nói là sao tôi comment hoài muốn thấy kêu tên tôi. Violet Nguyễn, Violet Nguyễn. Violet Nguyễn, Violet Nguyễn, Violet Nguyễn rồi, kêu bù cho mấy lần trước. Ok. Và Trần Thủy Tiên. Trần Thủy Tiên cũng như là Lisa Châu TV cũng thường hay nói chuyện với Lộc với Loan.
À, và rồi còn bạn Linh Nguyễn nữa. Linh Nguyễn cũng chắc là sao coi hết cái video mà không thấy gọi tên, hôm nay gọi nhà Linh Nguyễn. Linh Nguyễn. Linh À. Linh Phạm là con gái Lộc. Bé Gia Linh á, bé Gia Linh tên là Phạm Ngọc Gia Linh. À, tên đẹp không? À, và cảm ơn Jenny Nguyễn nữa nè. À, rồi cảm ơn Selena Quỳnh. Selena Quỳnh có nói là anh chị ơi nhớ kêu tên em nữa nha. À, và Liên Quỳnh cũng rất thường xuyên support cái video của Lộc với Loan. Cô Khánh Lê Phước, Lê Phước Khánh hay là gì đó, Khanh. Lê Phước Khánh, À, cô đã cô cũng yêu cầu là hát cô bài yêu của cầu má hát bài bà của má bà. nè. Hôm nay cô nghe xong cô cho Hồng Loan ý kiến nha. À, và Loan Trần. Loan Trần thì cũng là rất là yêu thương bé Gia Linh. Cảm ơn cô Loan rất là nhiều. À, và cô Trần Thị Hoàng, có lẽ Trần Thị Hoàng. À, và cũng ủng hộ Hồng Loan hát cả lương. Ủng hộ tiếp đi, ngày mai chọc cho hát tiếp. Chắc nay chưa biết để hẹn chị kêu đã kêu hát hoài. Chủ yếu á, là không phải là hay hay là dở, mà là ở đây là vui với nhau, cả nhà cùng ngồi cùng chiêm ngưỡng. Nhiều khi hát dở một câu mà người ta cười sao cũng là một niềm vui. Kêu Lộc hát đi, cười từ đầu tới tới cuối. Phan Xuân Hoa. À, cô cũng rất là ủng hộ tụi cháu và Thủy Lê gì đó. Rất là cảm ơn bạn. À, rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Lộc với Loan ha. Bây giờ thì tạm biệt thiệt nha, không làm mất thời gian quý vị nữa. Mình tâm sự nhiêu đây cũng đủ rồi ha. Bye. Bye.